Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món cá cơm kho tiêu ngon tại nhà. Cá cơm kho tiêu mình làm đơn giản, cá ăn mềm, ngọt, chắc thịt. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm món cá cơm kho tiêu ngon thì hôm nay Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món cá cơm kho tiêu á thì các bạn chuẩn bị cho mình đây là cá cơm. Thì mình đã mua cá cơm mà kiểu như người ta làm sạch đó các bạn, thốt chân không luôn ha, rất là tươi. Cá cơm này hôm nay mình có là nửa ký. Ngoài cá cơm ra thì mình sẽ có là hành củ á, rồi tỏi nè, ớt, rồi những cái gia vị thông dụng trong nhà bếp của các bạn thôi, đường, muối, nước mắm. Thì bây giờ cái cá này khi mà mình mua về á là người ta đã làm sạch rồi, mình chỉ rửa sơ lại với lại ít muối thôi ha. Cá sau khi mà mình rửa sạch sẽ rồi đó thì mình sẽ để cho ráo nước ha. Bây giờ mình sẽ đi bằm cái phần hành củ này và tỏi. Thường những cái đồ này thì mình hay mua ở trên cái trang hải sản tươi sống Thủ Dầu Một đó các bạn. Tại vì mình ở Bình Dương, các bạn lên Facebook các bạn có thể tìm mua ha. Mình mua ở đây nhiều lần lắm rồi, đồ tươi ngon. Nên là bạn nào ở Bình Dương có thể là tham khảo rồi mua. Bữa trước mình mua nhưng mà do người ta bút shipper không có, với lại đang thực hiện giãn cách xã hội các bạn, từ phường này với phường kia không có đi được á. Mình mua cái chỗ khác, mua mà bị cái tình trạng này nè, các bạn nào gặp như mình không? Mua hai con cá điêu hồng, người ta làm rất là qua loa ha các bạn. Rồi khi mà về mình kiểm tra là một con sống và một con chết. Chết mà cái thịt nó hơi bủng bủng á. Mấy người nhiều khi mình thấy bán kỳ cục ghê luôn á. Bộ họ nghĩ là khách hàng không biết hay là tính bán một lần rồi thôi hay sao á. Dịch giặt mình nhiều khi mua con cá về đâu có ăn được đâu các bạn. Đó đó là mình mua cả lươn, ếch. Thì con lươn họ cũng không làm, con ếch họ cũng không làm luôn. Duy nhất chỉ có hàng cá điêu hồng là họ làm, mà họ làm rất là qua loa, đánh vảy sơ sài rồi cắt cái đuôi cái vây vậy thôi à, chứ còn cái mang họ cũng không móc ra nữa. Về cái mình rửa xong rồi mình kiểm tra thì hửi rồi thì thấy một con cá rất là hôi, thịt mà nó mềm mềm bung bụng á các bạn, chết rồi đó. Buôn bán là vậy chán. Rồi bây giờ mình sẽ ướp gia vị ha. Mình sẽ ướp vào đây khoảng 2 muỗng nước mắm. Một phần 3 muỗng cà phê muối, một muỗng hạt nêm, một chút xíu tiêu. Rồi ok, bây giờ mình cho thêm cái phần hành tỏi mình vừa băm này, mình cho phân nửa thôi, phân nửa chút nữa mình sẽ phi cho nó thơm lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên rồi mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Các bạn ướp cho mình là 20 phút nha. Các bạn nên dùng cái màng bọc thực phẩm hoặc là một cái dĩa đó mình đậy kín lại nha, và để cái chỗ nào lạnh nhất trong cái tủ lạnh á để nó giữ cái độ tươi của cá. Bên cái chỗ hải sản tươi sống Thủ Dầu Một mà mình vừa giới thiệu với các bạn á, thì người ta bán nói chung là nhiều mặt hàng lắm. Có khi thì có cái này, có khi thì không có cái kia ha. Ví dụ như hôm nay mình đặt thì có cá cơm nè. Có bữa thì người ta sẽ có là cá bóng biển á, rồi chả mực, chả cá, cá thu, cá bớp. Nói chung là nhiều thứ lắm, rồi tôm nõn nữa. Nhưng mà hên xui ha, lúc thì có hàng, lúc thì không. Rồi ok, bây giờ đem ướp đó thôi, 20 phút nha các bạn. Sẽ có gồm là 3 muỗng nước mắm. Nửa muỗng nữa thôi ha, tại lúc nãy mình chế nó hơi bị dư. Ít ớt khô, bạn nào không có ớt khô thì có thể dùng ớt cái cũng được, không thôi thì chút nữa mình cho nó vào sau. Tương ớt thì mình sẽ cho là 2 muỗng, và cho vào đây thêm một xíu nước nữa nha các bạn, cỡ khoảng 2-3 muỗng nước nữa. Cho vào xong thì các bạn trộn đều lên. Đây mình cho vào chảo ít dầu ha các bạn, và khoảng 2 muỗng đường. Bữa trước mình quay video á, mình nói cái vụ mà cân thiếu á, thì cũng có vài chị á vào nói rằng á, thì coi như là bữa đó mình ăn ít đi một chút đi cũng đâu có sao. Vậy giờ ví dụ như mình hỏi các bạn á, là bây giờ các bạn đi làm tháng ví dụ như là 10 triệu đi, cuối tháng người ta trả cho các bạn 8 triệu thôi à, còn 2 triệu người ta không đưa nữa, thì các bạn có chịu không? Hay là các bạn đi mua ví dụ như là một bịch bỉm 100 miếng đi ha, tự nhiên người ta lấy lại 10 miếng, người ta đưa cho các bạn 90 miếng, rồi các bạn có lấy không? Nhiều người nói thì hay lắm, làm ăn thì mình phải uy tín chứ, để mình giữ cái khách quen của mình chứ. Chứ đã khách quen rồi mà còn buôn bán thiếu để mình kiếm lợi lộc nữa thì đâu có được. Các bạn chờ cho cái đường mình nó chuyển sang cái màu vàng cánh gián như thế này nè là ok ha. Bây giờ mình sẽ tắt lửa ha các bạn, tắt lửa rồi mình cho cái phần hành tím và tỏi bằm cho vào. Nếu mà mình không tắt lửa mình để luôn á thì nó rất dễ bị cháy.
Rồi lúc này cái phần hành tím và tỏi mình nó thơm nó vàng nè các bạn, mình sẽ cho cá vào nha. Lúc mới cho vào thì các bạn đảo được, chứ mình kho là mình đảo nó nát hết nha các bạn. Cá cơm nó mềm lắm, cái xương đó mình kho mà lâu xíu là mình ăn luôn ha, nó rất là mềm đó. Thì các bạn làm cái bước mà mình thắng đường với lại mình cho hành tím tỏi vào thì sẽ khử được hoàn toàn mùi tanh của cá luôn. Rồi lúc này mình cho cái chén sốt nước mắm vào. Thì bây giờ các bạn cứ việc là kho với lửa vừa hoặc là lửa nhỏ cũng được, nhưng mà nên kho lửa vừa ha, mình kho cỡ khoảng 15 phút là được nha các bạn. Nếu mà mình kho mà nó cạn nước, các bạn muốn làm cái nước để mình chấm á, thì các bạn phải châm nước sôi vào, mình đừng có châm nước lạnh. Châm nước lạnh nó rất dễ làm cái cá mình nó bị tanh. Đặc biệt là các bạn kho ví dụ như là cá lóc hoặc là cá điêu hồng, cá bông lau á, những cái loại cá đó, khi mà nước cạn rồi muốn châm thêm thì các bạn chịu khó mình nấu nước sôi mình chế vào ha, mình chế nước lạnh vào rất dễ làm cá mình nó bị tanh á. Đây, khi mà kho xong rồi đó thì các bạn có thể là mình rắc lên đây thêm một ít ớt khô nè để cho nó ngon. Rồi thêm tiêu nữa nha, khoảng nửa muỗng tiêu. Ai mà thích thơm thơm thì cho thêm xíu hành lá nữa là xong. Đó, cá cơm kho tiêu ha các bạn. Làm đơn giản cực kỳ luôn. Món này mình ăn với cơm là hết sảy nha. Cá mà nó mặn mặn mềm mềm nữa. Ok ha, thì hy vọng là qua video này Cười Khúc Kích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món cá cơm kho tiêu ngon tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món cá cơm này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.